Cô ơi, con đọc lại cho mẹ bài mẹ đi làm nào. Nhìn mẹ này, không nhìn mẹ. Mẹ đi làm 2, 3. Mẹ đi làm đu đám đám tay rồi tâm vua tiền đá em mẹ má được. 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 Mẹ yêu. Ôi. Sao? Con đau ở đâu? Đau ở đâu? Đưa mẹ ra mẹ thổi nè. Mẹ thổi không? Thổi đâu? Đau. Đau chân à? Đau chân đôi. Ừ. Đọc cho mẹ bài mẹ đi làm nhé. Mẹ đi làm. Từ. Từ tắm tắm tay rồi tắm qua đi ta. Em. Con ơi mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Mẹ ơi. Dạ. Con hát bài cả nhà thương nhau đấy. Ba thương con. Ba thương con là Phúc. Phúc ơi ba thương con. Ba thương con. Mẹ thương con. Mẹ thương con. Cùng yêu. Cùng yêu. Cùng yêu. Nào. Ta nà. Nà. Gặp nhau. Nà, nà. Gặp nhau là. Phúc ơi. Gặp nhau là gì nhỉ? Phúc hát chả nhìn vào mẹ gì cả. Cứ nhìn vào điện thoại ấy. Xa là nhớ gặp nhau là gì nhỉ Phúc nhỉ? Tắt điện thoại đi. Tắt điện thoại đi. Rồi quay mặt ra đây hát bài. Ba thương con. 2, 3. Ba thương con. Vì con trông mẹ. Không nhảy ngồi xuống đây hát. Mẹ quay. Nhanh lên. Ngồi xuống. Nào 2, 3. Ba thương con rồi. Mẹ. Mẹ thương con tôm ba ta ta la ba tôm cùng yêu thương nhau xa là nhớ gặp nhau là cười cứ cười xinh đi. Có yêu mẹ không? Đơn đó à. Phúc con mẹ nào? Mẹ bông chim. Con bố nào? Bố Đức gì? Bẩn rồi hết rồi con. Tí nữa mẹ rửa đi mẹ khai hát nha. Con bố Đức nào nhỉ? Bố Đức đẹp trai. Chị con tên gì nhỉ? Tên. Chị gì nhỉ? Chị gì đi học nhỉ? Đi học. Chị Phương. Chị Phương đi học rồi. Con tên gì? Em Phúc. Đúng rồi. Bye bye Phúc nha. Bye bye. Phúc bye bye đi. Bye bye. Cảm ơn sao.